Đoàn Thiên Ân được dự đoán đạt danh hiệu Á hậu 2, nhưng lấn cấn một điều, bị Thùy Tiên cản đường. Theo đó, ngôi vị Hoa hậu được ấn định cho nước chủ nhà Indonesia và Đoàn Thiên Ân của Việt Nam được dự đoán ngậm ngùi ở danh hiệu Á hậu 2. Đoàn Thiên Ân đang là người đẹp nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp trong và ngoài nước với hành trình chinh chiến căng thẳng tại Miss Grand International 2022. Cuộc thi đang đi đến chặng nước rút để tìm ra chủ nhân xứng đáng của chiếc vương miện cao quý. Và người đẹp đến từ Việt Nam được tin tưởng là thí sinh có thể kế nhiệm Thùy Tiên nhờ vào sắc vóc và tài năng. Tuy nhiên, mới đây, chuyên trang nhan sắc nổi tiếng International Poll đã đưa ra bản dự đoán mới nhất cho kết quả chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International 2022. Theo đó, người đẹp đến từ Brazil được dự đoán sẽ đăng quang tại cuộc thi năm nay. Các đại diện của Thái Lan, Indonesia, Puerto Rico và Cộng hòa Séc sẽ lần lượt là cái tên còn lại lọt vào top 5 chung cuộc. Đáng chú ý, dù được đánh giá là thí sinh nổi bật chiếm sóng truyền thông, song Đoàn Thiên Ân, đại diện của Việt Nam lại không được chuyên trang này đánh giá cao. Hiện tại, International Poll đưa ra dự đoán cô sẽ chỉ lọt vào top 20, một thành tích khá khiêm tốn. Ngược lại, chuyên trang sắc đẹp Starfactor tung ra bảng xếp hạng mới nhất. Sau quá trình quan sát từng lời ăn tiếng nói, sự thể hiện trong các hoạt động bên lề, họ đã khoanh vùng 5 cô gái có mặt ở top 5, bao gồm các đại diện Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Brazil, Puerto Rico. Theo đó, ngôi vị Hoa hậu được ấn định cho nước chủ nhà Indonesia và Đoàn Thiên Ân của Việt Nam được dự đoán ngậm ngùi ở danh hiệu Á hậu 2. Điều này cũng không có gì quá bất ngờ khi suốt cả quá trình, Thiên Ân luôn dồi dào năng lượng và thể hiện hình ảnh cá nhân quá xuất sắc. Bên cạnh đó, trong danh sách top 5 và top 11 của Global Beauty không có Hoa hậu Thiên Ân. Đây cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Global Beauty trước giờ đều không đánh giá cao các đại diện Việt Nam trong hầu hết các đấu trường nhan sắc quốc tế và thường xuyên không đưa tên đại diện Việt Nam vào danh sách top 11 dự đoán. Top 5 và top 11 của Global Beauty được đánh giá như nhau và được xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC. Chắc chắn những bảng Hobbit mang tính ước lệ như thế này không làm Thiên Ân ỷ lại hay xuống tinh thần, mà thay vào đó cô phải cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Đặc biệt, nhiều khán giả nhận ra, tại Miss Grand International qua hàng năm, nếu đại diện của quốc gia nào đã có mặt trong top 5 ở năm trước, sẽ thường không xuất hiện trong top vào năm sau, trong khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đăng quang năm 2021. Trước đó, ngay sau khi đóng cổng bình chọn cho giải thưởng Country's Power of the Year, Đoàn Thiên Ân xúc động chia sẻ, Việt Nam ơi, mọi người đã vất vả quá rồi, bao nhiêu yêu thương mới gửi lại cho hết mọi người đây. Cảm ơn cả nhà đã dành tình yêu thương nồng nhiệt đến tôi. Mỗi tin tức, mỗi cập nhật của mọi người, tôi đều thấy và khắc ghi sự cảm kích trong tim. Thật sự có lẽ chỉ cảm ơn là không đủ đối với tình yêu thương to lớn mà Việt Nam dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trên hành trình này. Thực tế, không thể phủ nhận sự nỗ lực cố gắng của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2022. Dù chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho cuộc thi này, nhưng người đẹp gốc Long An mỗi lần xuất hiện đều khiến cộng đồng yêu nhan sắc Việt tự hào vì sự chủ động, nhanh chóng hòa nhập với dàn thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Miss Grand International 2022. Trước thềm chung kết Miss Grand International 2022 diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tại Indonesia, Đoàn Thiên Ân cũng đã gặt hái được những thành tích ấn tượng đáng nể. Đại diện Việt Nam lọt top 10 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, cùng với các đại diện đến từ Colombia, Cộng hòa Séc, Indonesia, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Brazil.